thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spy Room. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là phần 1 trong số các bài viết của series 10 trận chiến làm thay đổi lịch sử nhân loại. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Tendisius. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, chiến tranh luôn chiếm một phần quan trọng mà ở trong đó những trận chiến này làm thay đổi lịch sử không của những một dân tộc mà còn là của cả một nền văn minh, hay thậm chí là dòng lịch sử bởi sự quan trọng của nó. Sau đây là 10 trận chiến quan trọng nhất mà theo mình đánh giá là đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Mình sẽ xếp theo thứ tự thời gian để khách quan. Đầu tiên, trận Gaugamela, năm 331 trước công nguyên. Trước trận chiến này, đế chế Persia 34 là thế lực hùng mạnh bậc nhất thế giới, còn vương quốc Macedonia chỉ là một quốc gia nhỏ bé. Thế nhưng cuộc chiến này chính là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục vĩ đại của Alexander Đại Đế. Với lực lượng ít hơn đối phương nhiều lần, 47.000 quân Macedonia so với 200.000 quân 34. Alexander đã thể hiện cái tài cầm quân xuất chúng của mình với việc áp dụng chiến thuật mà hàng trăm năm sau các vị tướng vẫn phải học theo. Theo đó, đội hình phalanx truyền thống, với những người lính được trang bị ngọn giáo Sarissa dài đến 5 mét được đặt ở giữa, cùng với kỵ binh xung kích Heratoi Sword Cavalry dùng để xuyên qua đội hình đối phương chứ không để giao chiến trực tiếp. Đội hình phalanx phá vỡ bộ binh đối phương mặt chính diện, kỵ binh Macedonia do đích thân Alexander chỉ huy tấn công từ bên sườn và thọc sâu vào trung của quân 34. Vua Darius đệ tam chỉ huy quân 34 quá sợ hãi trước sự dũng mãnh của quân Macedonia đã bỏ trốn. Thấy nhà vua bỏ trốn khi trận chiến còn chưa kết thúc, quân 34 nản lòng và chạy trốn kéo theo sự sụp đổ của toàn quân. Kết quả của cuộc chiến là khởi đầu cho sự tan vỡ và sụp đổ của đế chế 34 cổ đại, góp phần làm bản lề cho cuộc chinh phục vĩ đại của Alexander Đại Đế và đội quân Macedonia lưu danh sử sách với những ngọn giáo Sarissa và kỵ binh bất khả chiến bại. Lần đầu tiên một vương quốc bé nhỏ ở Hy Lạp lại chinh phục được một đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới. Bước khởi đầu của đế chế Alexander trải dài từ Hy Lạp cho tới Ấn Độ, đặt dấu ấn của nền văn minh Hy Lạp lên các quốc gia Trung Á. 2. Trận Zama, năm 202 trước công nguyên. Trong suốt nhiều thế kỷ, Rome và Qatar là hai thành bang hùng mạnh nhất thời kỳ cổ đại trên địa Trung Hải. Và cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai cũng là lần ác liệt nhất chứng kiến màn đối đầu của hai vị tướng kiệt xuất của hai phe là Hannibal và Scipio trong một trận chiến quyết định. Hannibal được coi là hung thần của Rome với chiến thắng Cannae lưu danh sử sách, nhưng đối thủ của ông là Scipio cũng là một vị tướng thiên tài khi đánh bại hoàn toàn quân Qatar tại bán đảo Iberia, mở đường tấn công thành Qatar. Trận Zama được coi là trận chiến quyết định đến vận mệnh của cả hai bên khi mà kẻ thắng sẽ làm chủ địa Trung Hải. Hannibal chọn Zama làm chiến trường bởi vì ở đây ông phát huy được lợi thế kỵ binh và voi chiến của mình. Nhưng Scipio đã nghiên cứu kỹ cách tấn công voi và giúp những người lính của ông hạn chế tối đa thương vong từ đạo quân này. Ngoài ra trong tay Scipio có át chủ bài là kỵ binh đánh thuê Numidia, trước đây từng phục vụ cho Qatar, là đội kỵ binh hạng nhẹ mạnh nhất thế giới bây giờ với khả năng phóng lao và di chuyển cực nhanh. Thành bại của cuộc chiến chính là nằm ở kỵ binh Numidia và đội quân voi chiến này. Trong khi voi chiến Qatar không hiệu quả, thậm chí vài con do bị dọa đã đâm vào quân mình, còn kỵ binh Qatar lại thất bại trước sức mạnh của kỵ binh Rome. Và Numidia khiến quân Qatar bị lộ sườn, bị bao vây và bị tiêu diệt. Hannibal và Qatar thất bại và vinh quang thuộc về Scipio và Rome. Chiến tranh Punic lần thứ hai kết thúc với phần thắng chung cuộc của Rome. Qatar vĩnh viễn mất đi sức mạnh để đối đầu ngang ngửa với Rome và để rồi sau này sụp đổ. Từ đây xác lập được sự thống trị của Rome ở phần Tây Địa Trung Hải, bước khởi đầu của một đế chế La Mã vĩ đại sau này. 3. Trận Chalon năm 451. Attila the Hun, cơn thịnh nộ của chúa, kẻ chinh phạt tàn bạo và vĩ đại đã càn quét, cướp phá và gây tàng tóc khắp châu Âu. Attila đứng trước cơ hội chiếm lấy toàn bộ châu lục này nếu đánh bại được đối phương tại Chalon. Phía bên kia chính là đại diện cho nền văn minh phương Tây, đế chế Tây La Mã và các vương quốc và bộ tộc German, là người Visigoth, Franks, Alans, dưới sự chỉ huy của danh tướng Flavius Atius, nhận ra rằng sẽ là thảm họa cho toàn bộ nền văn minh châu Âu nếu Attila không bị ngăn chặn,
Một liên minh cuối cùng giữa người La Mã và các tộc người German được thành lập để chống lại bước tiến của người Huns. Với Attila, chưa kẻ nào ở châu Âu có thể ngăn cản được bước tiến của ông, nên bước vào trận chiến này, Attila rất tự tin dù biết được trước những lời tiên tri về thất bại trên chiến trường. Trận chiến diễn ra trên cánh đồng Catalonian, vùng Chalon, miền Bắc nước Pháp ngày nay. Hai phe đều bày trận làm ba cánh quân với liên minh La Mã và tộc German. Họ để các quân đoàn La Mã và người Franks ở cánh trái, ở đây họ sẽ chiến đấu với người Gepid, chư hầu của người Huns. Ở cánh phải là sự đối đầu của hai đại kình địch chung một nguồn gốc là người Visigoth và người Ostrogoth, đồng minh thân cận của Attila. Ở trung tâm, các kỵ binh người Alans phải đụng độ với quân đội người Huns do chính Attila thống lĩnh. Với sức mạnh của mình ở cánh quân giữa, do Attila thống lĩnh đẩy lùi và gây thương vong lớn cho người Alans. Tuy nhiên ở hai cánh mọi chuyện lại khác, người Gepid không thể xuyên thủng được quân La Mã, trong khi quân Visigoth lại không đánh bại được quân Ostrogoth, đe dọa ở phía biên sườn của quân Huns. Attila phải điều một phần quân của mình sang hỗ trợ cho người Ostrogoth, điều này giúp người Alans tránh khỏi việc bị vỡ trận. Đúng lúc này, vua Theon Dodric của Visigoth tử trận, những tưởng quân Visigoth sẽ nhụt chí, nhưng điều này lại càng khiến họ hăng máu hơn để trả thù cho vua của họ. Cánh quân Visigoth đầy quyết tâm báo thù và đánh tan tác quân Ostrogoth và đạo quân hỗ trợ do Attila gửi đến, sau đó tấn công vào đội hình của quân Huns ở giữa. Thế trận trở nên hoàn toàn bất lợi, khiến cho Attila phải bỏ chạy lần đầu tiên trong đời, cùng với đó là thất bại toàn cục tại Chalon. Là thất bại đầu tiên của Attila, ngăn chặn việc xâm lược toàn cõi châu Âu của Attila là bài học cho dân tộc German để sau này họ có thể tự chiến thắng quân Huns mà không cần người La Mã. Chiến thắng Chalon có thể nói đã cứu được nền văn minh châu Âu khỏi thảm họa xâm lược của đội quân du mục người châu Á, không chỉ ở mức độ chính trị mà còn là văn hóa và tôn giáo của lục địa này. 4. Trận Jarmok năm 636. Vào thế kỷ thứ 5, chứng kiến làn sóng Hồi giáo đầu tiên dưới sự lãnh đạo của nhà tiên tri Muhammad và sau đó là các Caliph nhà Rashidun kế thừa. Sau khi chinh phục toàn bán đảo Arab, với mục tiêu của họ là vùng đất Ba Tư của đế chế Sassanid và vùng đất thánh Palestina và Syria, Trung Đông ngày nay. Nhận thấy mối nguy hiểm này, hoàng đế Heraclius của Byzantine tập hợp quân đội để phản công người Hồi giáo. Không những thế, một liên minh tạm thời giữa hai kẻ thù truyền kiếp, Byzantine và Sassanid được thiết lập để chống lại người Hồi giáo. Với nguy cơ chịu sự tấn công từ hai mặt, người Hồi giáo tạm hoãn hỏa hoãn với người Sassanid để tập trung đối phó với quân Byzantine. Mùa hè năm 636, hai bên hành quân tới hoang mạc Jarmok, là nơi diễn ra trận chiến với địa hình khá bằng phẳng, phù hợp cho tác chiến kỵ binh. Và thật sự, nơi đây đã chứng kiến đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng kỵ binh trong lịch sử quân sự. Quân đội Byzantine với số lượng đông hơn, khoảng 20-40.000 ước tính hiện đại, khoảng 100.000 theo văn tự cổ. Dưới sự lãnh đạo của Vahan đã liên tục tấn công đội quân Hồi giáo, khoảng 15-20.000 ước tính hiện tại, khoảng 40.000 theo văn thư cổ của tướng Khalid trong nhiều ngày nhưng không thể xuyên thủng được hàng ngũ của đối phương dù đã đẩy lùi được họ. Bởi mỗi khi quân Hồi giáo bị đẩy lùi, họ lại tổ chức phản công bằng kỵ binh vào sườn của quân Byzantine, buộc họ phải lùi lại. Kỵ binh Hồi giáo được trang bị nhẹ và tốc độ nhanh hơn nhiều kỵ binh của Byzantine, họ cũng có thể di chuyển rất chủ động trên chiến trường và rút lui nhanh chóng. Sau 4 ngày tấn công không có hiệu quả, ngày thứ 5 thì hai bên không giao tranh, người Hồi giáo tổ chức tổng phản công khi nhận thấy quân Byzantine đã mất hết nhuệ khí. Kỵ binh Hồi giáo được tập trung hết vào một cánh, trong khi quân Byzantine lại tiếp tục sử dụng đội hình cũ và không nhận ra sự khác biệt này. Khi bộ binh hai bên giao chiến, đội kỵ binh của Hồi giáo bất ngờ tấn công vào cánh trái của quân đội Byzantine. Bất ngờ, đội quân Byzantine ở đây tan vỡ và gây ra cảnh hỗn loạn cho toàn quân. Lúc này, kỵ binh Byzantine được tập trung lại nhưng đã quá muộn, từ cánh trái đã tan vỡ. Kỵ binh và bộ binh của Hồi giáo tấn công vào các cánh quân còn lại của đối phương. Quân Byzantine hoàn toàn tan vỡ, tháo chạy vào hẻm núi và chúng phục kích từ các đội quân nhỏ của người Hồi giáo đã được phái đi từ ngày thứ 5. Trận chiến kết thúc với thắng lợi toàn diện của người Hồi giáo, họ chỉ chịu tổn thất nhỏ, khoảng 4.000, trong khi người Byzantine mất đi gần một nửa số quân ban đầu. Là thất bại quyết định cho vùng đất thánh Palestina, thành Jerusalem của người Thiên Chúa giáo rơi vào tay đạo Hồi, đặt nền móng cho đạo Hồi tồn tại các vùng đất này cho tới ngày nay. 5. Trận Tours năm 732. Gần 100 năm sau trận thắng ở Jarmok, quân Hồi giáo bây giờ đã trở thành một tôn giáo lớn. Sự lớn mạnh của tôn giáo này đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của Thiên Chúa giáo. Vào thế kỷ thứ 8, lúc này Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của các Caliphs, nhà Umayyad đã có những bước đi đầu tiên để thôn tính châu Âu và xâm lược bán đảo Iberia, tiêu diệt vương quốc Thiên Chúa giáo của người Visigoth.
và mục tiêu tiếp theo của đoàn quân đạo Hồi là các vương quốc phía bắc của người Franks và Burgundy. Quân đội Hồi giáo lúc đó như một cơn lốc không thể ngăn cản với đội kỵ binh là cơn ác mộng của bất kỳ đội quân nào ở châu Âu. Tất cả hy vọng được đặt lên tể tướng Charles Martel của vương triều Carolingian và đội quân phương Bắc dày dặn kinh nghiệm của ông. Năm 732, quân Hồi giáo tiến lên miền Bắc nước Pháp mà ngày nay là vùng Tours. Ở đây, đội quân của Charles Martel đã chờ sẵn, nhận ra rằng sẽ là tự sát nếu tấn công người Hồi giáo trên một chiến trường mở rộng với quân số ít hơn. Charles Martel đã quyết định đóng quân trên sườn đồi và dựa vào các lùm cây để dễ dàng che chắn và ngụy trang, cũng như đánh trả các cuộc tấn công bằng kỵ binh của kẻ thù. Địa hình không thuận lợi và kỹ năng tác chiến tốt của bộ binh Thiên Chúa giáo đã khiến cho những đợt tấn công của kỵ binh Hồi giáo đều bị đánh bật. Một điều không ai có thể tưởng tượng nổi, sau nhiều ngày tấn công không thu được kết quả, người Hồi giáo tỏ ra sốt ruột và họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực với toàn bộ quân đội nhằm thẳng vào vị trí của Charles Martel để hy vọng có thể kết thúc được trận chiến. Và điều này cũng đúng với những chờ đợi của Charles Martel. Khi toàn quân Hồi giáo đang tấn công, ông cho các nhóm quân nhỏ tấn công trại của quân Hồi giáo lúc này đang bỏ trống, đốt phá lương thực, cướp lấy chiến lợi phẩm và nô lệ. Trong lúc quân Hồi giáo đang cố gắng xuyên thủng hàng ngũ của quân đội Thiên Chúa giáo mà không thu được kết quả nào, họ lại nhìn thấy doanh trại của mình bị tấn công. Và thế là một số nhóm quyết định để quay về bảo vệ doanh trại. Điều này dẫn đến một kết cục cực kỳ tồi tệ cho số quân Hồi giáo đang chiến đấu, tưởng rằng họ đã thua trận và bắt đầu tháo chạy hàng loạt. Đến lúc này thì người Hồi giáo đã hoàn toàn bại trận, họ lui về doanh trại và rút đi ngay trong đêm. Quân đội Thiên Chúa giáo đã giành được thắng lợi mà không ai nghĩ rằng họ có thể làm được. Là chiến thắng quyết định cho sự tồn vong của đạo Thiên Chúa, chặn đứng làn sóng của Hồi giáo xâm chiếm toàn bộ châu Âu, một chiến thắng kinh điển của nghệ thuật phòng ngự bộ binh. Trong khi trận Jarmok là chiến thắng kinh điển của kỵ binh, tạo nên tên tuổi của Charles Martel, để dâu người cháu là Charlemagne, có cơ sở để gây dựng đế chế Carolingian sau này. Và đó là phần 1 của bài viết này. Nếu các bạn thích thì hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment. Hãy like và share video này. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!